Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Anh còn vác mặt anh đến đây làm gì? Ôi. Lụa à? Lụa ơi. Này thì hóa ra kia ông giò lúc nãy là bố của Lụa à? Anh lại trêu chó nhà em đấy à? Đâu anh trêu đâu, anh mới vả cho nó hai cái mà nó ngất lâm sàng. Ông giò ông đuổi anh chạy như chó sổng xích. Vậy anh đến đây làm gì? Lụa. Đời anh hồng nhân bạc phạm. Hả? À, hồng phân hồng nhạn. Sao cơ? Khổ lắm. Hồng nhang bạc phận, à, đúng chưa? À đúng rồi. Ngày xưa anh ngu anh dại. Anh bỏ em anh đi anh lấy vợ. Tưởng là hạnh phúc anh. Cái loại ham tiền như anh ấy, như thế là đúng rồi. Đấy. Anh cũng nói luôn, anh về nhà vợ thì bây giờ cả nhà nó hợp sức một lòng đuổi anh chạy cả một vòng mới đến đây. May quá được gặp em. Thế anh còn vác cái mặt anh lên đây làm gì? Anh với tôi giờ chẳng còn gì cả, chỉ là tình cũ thôi. Ôi trời, thì đấy, người ta bảo rồi, tình cũ không dù cũng đến. Em luôn là bến là bờ, em luôn là cái chỗ để anh mong chờ. Đến với em. Sống cái cảnh chó chui gầm chạn sướng chưa? Có sướng gì đâu em. Đấy bên đấy nhà đấy nó hợp sức một lòng, bây giờ nó đuổi anh cả một vòng mới đến đây. Lụa ơi, bây giờ chỉ có em mới là chỗ để anh. Lụa ơi, anh biết anh là thằng tồi, nhưng gặp Lụa rồi xin phép em được ngồi xuống đây. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tránh được tử ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình muối sát sao không mặn người ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời. Hận tình ly tan trọn đời riêng sẽ sẽ hoa đưa em về ngỡ ngàng, nhìn đoàn xe sang tuổi hơn anh mang. Ngục tối đau thương độc hành đêm trường, địa khúc yêu đương chỉ còn cung buồn não nùng đơn đau. Từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa nên cách biệt hai nơi. Lau mắt rồi thôi, xin gắng cười làm vui lòng người. Đành chờ kiếp sau mình lại yêu. Màu hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai sao tránh được tử ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình muối sát sao không mặn người ơi.
trắng nước con đây em đâu rồi ngăn cách phương trời. Hận tình ly tan trọn đời riêng mang. Xe xe hoa đưa em về ngỡ ngàng, nhìn đoàn xe sang tủi hờn ánh mang. Ngục tối đau thương độc hành đêm trường, điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn não nùng. Đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa nên cách biệt hai nơi. Lau mắt rồi thôi xin gắng cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau mình lại yêu nhau. Lau mắt rồi thôi xin gắng cười. Ôi dồi ôi. Rõ ràng tôi thấy anh hôn nó, ôm nó, anh còn chối à? Ôi khổ quá, thế là lúc nào? Lúc tôi đang ngủ đấy. Ôi dồi ôi. Đấy đúng là cứ ghen tuông nằm mơ cũng vơ vào. Lụa ơi, Lụa ơi, anh thề với em, anh mà nói sai ngày mai đống rơm nó cháy. Ghen với chặt tuông. Ôi Lụa ơi. Ôi dồi ôi. Ôi ôi, cháy chặt rồi. Ôi Lụa ơi, ôi, anh đã cháy đống rơm này, về bà già bà giết. Ôi dồi ôi, ôi Lụa ơi, ôi dồi ôi, có ai khổ hơn không? Ôi, người yêu thì cứ ghen tuông, còn Lụa thì cứ cháy cứ xuống. Ôi dồi ôi, Lụa ơi, Lụa ơi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, Lụa ơi, em giết anh rồi Lụa ơi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, nó vẫn cứ khói, nó cứ bị cháy này, có chết không này. Ôi dồi ôi, Lụa ơi. Ôi dồi ôi. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tránh được tử ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình muối sát sao không mặt người ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi ngăn cách phương trời. Hận tình ly tan trọn đời riêng. Xe xe hoa đưa em về ngỡ ngàng, nhìn đoàn xe sang tủi hờn ánh mang. Ngục tối đau thương độc hành đêm trường, điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn não nùng.
đớn đau từng tiếng lòng người ơi. Trời đày hai đứa nên cách biệt hai nơi. Lau mắt rồi thôi xin gắng cười làm vui lòng người. Đành chờ kiếp sau mình lại yêu. Chi mà huyền lệ bờ mi, tình dù chưa phai sao tránh được tư ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình muối sắt sao không mặn người ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời. Hận tình ly tan trọn đời riêng. Xe hoa đưa em về ngỡ ngàng, nhìn đoàn xe sang tuổi hơn anh mang. Ngục tối đau thương độc hành đêm trường, điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn não nùng. Đơn đau từng tiếng lòng người ơi. Trời đày hai đứa nên cách biệt hai nơi. Lau mắt rồi thôi xin gắng cười làm vui lòng người. Đành chờ kiếp sau mình lại yêu. Lau mắt rồi thôi xin gắng cười làm vui lòng người. Đành chờ kiếp sau mình lại yêu nhau. Lau mắt rồi thôi xin gắng cười làm vui lòng người. Đành chờ kiếp sau. Đấy, hát một tí mà lại ngủ luôn. Khác nào bà đi bán buôn quên bán hàng. Dạ dạ em ơi, dạ em ơi. Anh hát hay quá. Đấy, chỉ được cái xem xét cái mồm thôi. Bảo yêu người ta, thương người ta, nhớ người ta, thế mà lại đi lấy vợ à? Đấy là ghét người ta rồi. Thế mà cũng bảo là đợi người ta, chờ người ta, thương người ta, thế mà cuối cùng cũng quên người ta, thế là không yêu người ta rồi. Người ta bảo rồi, dù cho bể cạn non mòn, yêu nhau bất chấp kể cả không còn cái chi, đúng không? Đấy, anh như cục thịt trôi sông, em như con chó chạy rong trên bờ. Cục thịt thì trôi lập lờ, anh như con chó vật vờ đứng trông. Đấy, bảo là yêu anh em không tiếc mình cái gì. Thế mà có được cái gì đâu. Thì em có tiếc anh cái gì đâu. Giờ người ta cho đây. Cho gì? Thế cho thì, cái gì? Thì là cái đây. Nhớ nhá. Cái quan trọng nhất ý. Cái quý giá nhất là gì? Hứa nhá. Em hứa. Thề nhá. Em thề. Con chó nào nói sai nhá. Con chó nào nói sai. Thế nhắm mắt lại. Làm gì đấy? Nhắm mắt lại để cảm nhận được tình yêu của chúng ta. Nhưng mà làm ở đây kỳ lắm. Kỳ kệ người ta. Nào. Ê, chân đặt ra đây. Làm cái gì đấy? Cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Ê,
cứ nghe nhá, cứ nhắm mắt nghiêm túc. Vâng. Em đang đợi đây. Ừ. Đừng để nền dép của anh. Đấy, cứ ngồi thế nhá. Ừ. Để anh chuẩn bị đây. Anh chuẩn bị đi. Ừ. Em chờ anh đi. Yêu lắm cơ. Trường nhắm kia. Em ơi, làm cái gì mà lâu thế? Từ từ đã, người ta muốn giữ cho mình. Thế an toàn là tuyệt đối. Không cần an toàn đâu, em không quen. Ôi giời, từ từ đã. Không quen rồi cũng phải quen. Đúng không? Đợi đợi tí đây, anh đang đến với em đây. Nhanh đi nào. Anh đang đến em đây. Nào, nhắm mắt cảm nhận tình yêu của anh này. Ôi trời ơi, thương thế chứ nhỉ. Ừ, thế nhá. Ôi trời, thằng chó, thằng mất dạy. Mày lại bỏ người chạy lấy của rồi. Bao nhiêu năm nay vẫn không bỏ được cái tính đấy. Đúng là trò thắng thằng chó. Bên bao em đây. Cảm ơn em. Ừ, anh gì bữa nay lần sau ủng hộ chị. Vâng, bye bye chị. Lên 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 Cứ bình tĩnh. Bình tĩnh sao được? Xin chào em bán bánh bao. Nhìn em anh thấy nôn nao cả người. Anh thế này... thì phải nở nụ cười để anh xin phép mua 10 cái bánh bao. Anh nào ăn nào tao lao. Máu đi chục hạt để cho tao con băng hàng. Ờ, em phải ăn nói nhẹ nhàng, đứng im để anh xin phép khẽ hàng dịch cho. Yamakov hiếp vì gô lúc kì phúc kinh chong. Anh này vô duyên thật. Cái đèn dịch su đi. Su này, su à. Từ ngày có em về, nhà mình tràn ánh trăng thề. Thề rồi, thề rồi. Thề rồi, mày thề à, mày thề à. Thằng này sao lại đánh tao? À. Tao đang thử dịch xem có phải cái bánh bao ở chỗ này. Ừ. Chỗ này không phải là của mày, chỗ này là của bố mày. Anh chế cắn em. Thế thì tao lại đi cày. Mày chủ sở hữu thì mày cứ chơi. À, chơi. Niên, tại sao lại đánh nhau? Lấy sao nào? Bánh bao ở đây mà nó cứ lấy bánh bao ở đây này nào. Anh xem đây có mấy cái bánh bao nó cứ tào lao nó vớ vẩn ấy. Sống mà phải có niềm tin. Vâng. Muốn ăn bánh bao chứ gì? Vâng. Cứ mua cả thùng luôn. Vâng. Niên. Đi xe ôm không? Em xe ôm. Anh đi à? Anh đi thật đi. Không đi thì hỏi làm cái gì? À? Sống là phải có niềm tin. Vâng. Sống là phải có niềm tin. Nhưng mày thích liền. Trời. Buồn cười thật đấy. Cười. Bỏ cái ghế xuống. Bỏ ghế xuống. Sống phải có niềm tin. Anh ơi. Nghe nó nói đấy. Anh sống có niềm tin. Thế này, không mua anh bao à? Mai mua. Mai người ta mua. Sống phải có niềm tin. Đi. Niềm tin. Mà vào nữa. Dạ. Bán bánh bao thì lần sau rồi mặc cái áo nó kín đáo vào. Kín thế này bảo sao còn lucky nữa. Bậy nó vào. Ê, anh đổi mũ à? Mà anh dài đi về đâu? Đi xa, đi về nơi xa lắm à? Đi xa nhưng mà xa nó cụ thể đâu? Bên kia cầu. Bên kia cầu 2 cây. Ủa, anh thì chơi em. Chơi. Đi qua cầu em lấy thế nào? Em lấy tiền à? Muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy nhanh nhiều nhá. Sống là phải có niềm tin. Vâng. Thế lên xe. Ai quá? Đấy anh. Đi. Sáng sớm gặp được anh. Em sống cả ngày. Anh ngồi nhá, anh ngồi cẩn thận. Được cơ. Em đổ máy cái. Phải ngã mình ra. Ôi dồi. Chìa khóa em đâu nhỉ? Chìa khóa em đâu anh ơi? Ông đi xe mà ông hỏi chìa khóa tôi. Ôi trời ơi. Em phấn khởi quá em quên hết. Đi. Á lằng nhằng. Sao đấy? Ôi nốt cái đợt này thì đổi cái xe khác đi nhá.
Có đi không? Có, em vẫn muốn đi mà. Có nổ đâu mà đi. Chết chết rồi. Hả? Chết nhỉ? Nào, có đi không? Có, em vẫn đi mà. Anh ơi. Gì? Hình như là xe em hết xăng. Hết xăng ông xe ốm không? Còn hết xăng thì còn chẳng ai thế cầm hết rồi đi chơi khác. Không không, anh ấy cười. Anh em mình có duyên gặp nhau. Anh ấy kéo rồi. Ấy này thế này nhá. Thôi, em bí mà. Thì anh cho em tạm ứng cái tiền tiền dầu để em mua xăng được không? Điên à? Điên. Ông chưa chở tôi được một mét nào. Ông lại đòi lấy tiền của tôi. Thì tôi biết bao nhiêu mà tôi đưa. Thì tí nữa đây mình tính sau. Thôi. Sống rồi có niềm tin. Không không không, tin cái gì thì tin, chứ cứ đến nơi rồi ấy thì anh sẽ gửi tiền, chú không thiếu một đồng nào. Ồ, quá. Yeah. Anh cầm cho em cái kẹo. Thôi không ăn. Thì cầm thôi. Anh. Làm cái gì đấy? Quá chán. Anh có bật lửa? Có. Thế mời cái bật lửa. Làm cái gì đấy? Dạ em soi đấy, em soi bình xăng cho anh xem. Mày điên à? Thì anh không tin em soi. Mày soi xong ý, tao với mày hưởng dương bao nhiêu là biết luôn đấy. Thế thằng ngu này đợi bao nhiêu? Thì anh sống anh phải có niềm tin. Bè bè. Ôi ôi trời ơi, quá hay. Ui giời, đang lúc bí này có cái bí. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi ok luôn. Anh ơi, thế bây giờ này nhá. Ừ. Anh ở đây nhá. Ừ. Anh ở đây. Đó, xong là em đi đổ xăng cho em về em đón anh luôn. Nhá. Anh ạ. Sao người ta lại để cái ví ví. Thế nó về hay. Đỏ nhỉ. Cứ đợi em nhá, em đi đổ xăng đi. Này này này. Mày đổ xăng vào mồm mày à? Hả? Xe mày đây mày đổ vào đâu? Ừ đấy. Khổ. Nó lấn vấn cho anh già nó cứ quên hết. Thế thì anh đứng đây đợi em nhá, em đi đổ xăng nhá. Này. Cầm cho em cái ví em đi đổ xăng. Em đi luôn em. Anh ơi. À dạ. Mày đi thì đợi không có tiền làm sao mà đổ được. Cầm tạm 10.000. Cầm tạm 10.000. Ừ. Dạ vâng. Thế anh đứng đây đợi em nhá. Ừ. Ôi dồi ôi. Hay thế. Tự nhiên tàng một bí đấy. Có cái bí tiền. Ê cái gì. Em đi nhá. Ờ. Vâng. Em đi luôn. Dạ. Úi dồi ôi. Dạ vâng. Úi dồi. Úi dồi. À. Dạ. À, đi xe lâu chưa? Dạ em đi lâu ạ. Lâu là bao nhiêu? Dạ ngày thứ hai anh ạ. Dạ. Lâu thế nhỉ? Dạ, vâng. Có 2 ngày thằng nào. Vâng. Ăn à, này. Dạ. Thế ông tên là gì nhỉ? Từ nãy giờ mãi nói chuyện không biết tên để mà giao dịch. Dạ. À tên em là Mão anh ơi. À. À tuy tuổi như thế nhưng mà đời còn non. À. Thế nhiều đứa bảo em trẻ con. Em nói thật sự là trẻ con thế nào? Đúng rồi. Thế cụ thể là bao nhiêu tuổi? À dạ năm nay em tuổi 45. Ừ. Thế mà nhiều đứa nó cứ bảo là thằng này 44. Mày đi rất là lắc lư. À. Tí nữa đến nơi tao chỉ giả mày số dư thôi mà. À, anh đi đi không thì muộn hết việc của tao rồi. Đi cái đi. Đùa em. Đây đây. Thế. Ôi. Sao đấy? Ôi. Hả? Mệt quá anh ạ. Ngất à? Tình hình là đi quá xa. Ừ. Mà chưa nói cái chuyện là bao la đất trời. Thế nào? Dạ. Ôi, vẫn còn khỏe lắm. Rồi anh cảm ơn nhá. Anh ơi. Anh ơi. Gì? À, anh hiểu rồi. Khổ. Mũ như thế. Đây, anh gửi. Anh xin lỗi, tí nữa thì cầm cái mũ của chú đi nhờ. Anh đi nhá. Anh ơi em bảo cái gì còn cái gì nữa hả? À, cái mũ thì chẳng đáng bao nhiêu. Ừ. Nhưng mà quan trọng là cái tình cảm mến yêu của chúng mình. Trời ơi, lại còn thơ với kiểu phú nữa này. Trước là ở trong đội văn nghệ xã đúng không? Vâng, thì em ở đội văn nghệ rất là lâu. Nhưng mà cứ làm mãi mà chả thấy giàu được bằng là bao. Trời ơi. Sống là phải có niềm tin nhá. Vâng. Cứ phải là chú, anh tin cái tướng này là chú sau này sẽ giàu, cố gắng lên. Vâng, nhá. Em nói thật anh này. Gì? Em có niềm tin thì anh em mới chở anh đi xa như thế. Nhưng nói thật luôn trắng vớ này.
đi làm mà không có công khác nào đi cấy mà chồng ông không có gì. Rồi anh hiểu rồi. Tiền chứ gì. Vâng. Sống là phải có niềm tin. Vâng. Dạ. Anh thiếu gì tiền nữa mới quên mất thôi. Vâng. Thật thà, trung thực, thẳng thắn. Vâng. Nhá. Vâng. Ngươi là phải thế cho anh đi. Vâng. Đây, tiền đây này. Dạ. Vâng. Ở đâu nhỉ? Ở chết thật. Ăn này. À đây, đây. Dạ. Cái chỗ cà của nó đâu nhỉ? Cà gì anh? Để anh khịa mà. Khịa cái gì ạ? Quẹt phát rồi xong luôn. Anh định chơi em à? Sao? Em chỉ làm nghề xe ôm bây giờ đây. Sao lại cái thẻ quẹt gì ở đây? Anh. À không sao. Đơn giản đấy mà. Vâng. Đọc số tài khoản với cả ngân hàng anh bắn tiền sang cho. Vâng, ngân hàng của em gì? Ừ. Ngân hàng của em là Ngân hàng Niềm Tin Banh. Số tài khoản. Số tài khoản gì nhỉ? Số tài khoản là 11. Rồi. 1100. Rồi. 22. Tiếp. Không có ạ. Mày lại chơi tao rồi à? Chơi gì đâu? Thì anh tính này em chỉ làm nghề xe ôm, bây giờ sao anh cứ hỏi cái chuyện lôm côm thẻ mấy bài cái gì? Thì mày cũng nói luôn đi, vừa mới khen là thật thà xong rồi để điêu hòa ngay rồi. Thì bảo là em không có số tài khoản, không có tài khoản mày thì nói bằng... là cái ngân hàng cái gì Niềm Tin tao gõ có đâu. Hả? Thì anh sống thì có niềm tin. Chờ nghe cuộc điện thoại đó gì. Vâng, anh ơi nghe đi. Dạ. Alo tôi đây. Dạ. Sao? Có 1.000 tỷ thôi thì làm sao mà phải bắt tôi lên họp làm gì hả? Nói bao nhiêu lần rồi, những cái dự án 5-7 nghìn tỷ nhá thì hãng gọi tôi. Vâng. Dạ. Thôi được rồi, hôm nay tôi đến cơ quan rồi nhá, đang ở dưới đây rồi, chờ tôi 5 phút nữa. Vâng. Nhá. Vâng. Ở thế này Mão nhá. Vâng. Cứ đứng đây chờ anh. Dạ. Nhá, anh lên trên anh họp một tí, anh bảo nhân viên gửi cho em có. Vâng. Ít nhiều gì thì anh cũng không biết. Vâng. Anh cứ gửi cho 1 triệu nhá. 1 triệu. Ok, hay quá. Anh tên là gì nhỉ? Anh tên là gì để em dễ giao dịch? Anh tên là Hải. Nhá. Hải. Tổng giám đốc. Hải. Chó. Chó. Hải cầu nó chó. Đưa anh đi làm chó. Vâng, thì anh cứ lên em đợi. Vâng. Vâng lên nhá. Em tin anh rồi. Chờ anh tí thôi. Cầu công ty anh làm ăn công nhận cực kỳ đấy. Nhờ. Nhân viên nó xuống nó gửi tiền bây giờ. Vâng vâng, em tin anh. Anh đi nhá. Vâng vâng ạ. Vâng. Chúc anh công việc tốt đẹp. Vâng. Ôi. Cũng hoang mang nhỉ, không biết cái thằng Hải Cầu nó có giả tiền không. Sống là phải có niềm tin. Ôi anh ạ, cảm ơn em tin anh ạ. Dạ. Anh chưa lên ạ, anh chưa đi ạ. Chờ ở đây, vâng. Xuống ngay bây giờ. Nhân dạ, vâng. Viên nó xuống nó gửi tiền ngay bây giờ. Dạ vâng. À, chào lần nữa. Vâng. Dạ, vâng. Chúc may mắn. Dạ vâng, anh công việc tốt ạ. Dạ vâng. À, hai em ơi, anh nhờ cái này. Dạ. Mang tiền xuống cho anh phải không? Tiền gì hả anh? Cái anh giám đốc Hải Cầu ấy vừa bảo là đưa anh đợi đây một tí xong mà đưa nhân viên xuống đưa tiền cho anh để đưa nhanh cho anh còn đi cái cứ bảo 30 phút mà một tiếng chả thì xuống. Hải Cầu nào anh? Cái anh Hải Cầu tổng giám đốc của cả cái tòa nhà này. Anh bị nhầm à? Cái này vẫn đang lắp ráp, đã xong xuôi đâu mà giám đốc giám điếc cái gì ạ? Ủa đi à? Vâng. Ủa ôi. Ê, chết công gì. Thôi, đi. Ôi. Tiên sư thằng Hải Cầu kia, tại sao mày lại ăn chia kiểu gì? Mày bảo mày rất chịu chi, bây giờ tao khổ quá chẳng biết lấy gì nuôi con. Thằng Hải Cầu kia. Ôi giời ơi. Chó má không phải người. Thằng Hải Cầu chó chết. Chửi ai? Ôi giời, anh. Em chửi ai đâu, em đang bức xúc. Chửi cái thằng Hải lái cầu gần nhà em. Có chửi anh đâu. Tao đứng ở tầng 18 mà tao còn nghe thấy mày ông chửi thế.
sống đâu. Là phải có niềm tin. Vâng, em có niềm tin mà. Được chưa? Vâng, nhưng quan trọng là nhân viên của tao nó bận. Vâng. Không xuống được. Vâng. Đích thân tao xuống đây, tao trả tiền cho mày. Vâng, thế thì anh cứ trả thôi. Không lừa đảo gì đâu. Vâng, vâng, vâng. Đúng không? Vâng, vâng, đúng rồi. Thế em phải tin, sống có niềm tin đúng không anh? Đúng rồi. Chứ anh là người xấu làm gì anh quay lại đây, nếu đúng không? Nhân thì... Vâng. Nếu như tao có ý định bùng. Vâng. Đúng không? Vâng. Bây giờ tao xuống đây tao tìm mày để tao trả tiền làm gì? Đúng đấy, thì em tin anh mà. Tao rèn cho mày là cái tính kiên nhẫn. Vâng, vâng. Cứ kiên đi rồi. Thôi, có sao có nhẫn. Nhẫn. Nhẫn đẹp. À, thế anh trả nhẫn đẹp đấy. Rồi. À. Bây giờ thế này. Vâng. Về niềm tin ý, là anh em mình đã có rồi. Vâng. Đúng không? Vâng. Không ai lừa đảo ai gì cả. Dạ vâng. Đúng không? Dạ vâng. Chú chở anh một cuốc nữa. Cả đi cả về. Anh thanh toán đầy đủ. Thậm chí là anh còn bo thêm. Ôi thật tuyệt vời quá. Được chưa? Vâng, em vẫn tin anh mà. Nha. Chửi chửi cái thằng hải cẩu chứ ai chửi anh. Đấy, lên 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 xem. Mũ. À mưa phụ à, đây đây. Dạ dạ dạ. Thì nó cũng phải đàng hoàng. Dạ, vâng. Nha. Dạ dạ. Làm người sống vâng. Là phải có niềm tin. Đúng rồi, làm người phải có niềm tin. Nhưng quan trọng nhất là phải giữ gìn lời hứa. Hứa là gì? Lời hứa, lời hứa đấy. Được rồi, cứ vâng. Đến nơi ấy, thì vâng. Sẽ biết cái lời hứa ấy. Vâng vâng. Nó sẽ phải là đi đôi với việc làm. Đúng rồi, đúng vâng, vâng. Em cũng thế đấy, làm gì cũng phải, làm xe ôm cũng phải có cái đức tin, đúng. Có cái chữ tin. Đấy. Chứ đúng là phải, phải có niềm tin. Tin. Ừ. Đấy. Quan trọng là vẫn phải giữ gìn cái lời hứa. Cứ tin anh đi. Sống nào phải có đức tin, đó. Quan trọng vẫn giữ gìn lời hứa. Sao họ anh? Dừng lại đã. Nhưng mà xe có hết dầu đâu. Nhưng mà tao hết. À dạ, thử vào thế nào. Tao làm công trà đá đấy. Mà 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 mà. Bỏ thế lưng bỏ sư. Mà mà mà. Tắt máy đấy. Em ơi. Cho anh hai trà đá. Hai nào cũng được anh ạ. Đá đi cho nó mát. Đấy, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Cởi mũ ấy. Cởi đi. Ngồi ngồi, em à. Cho anh hai trà đá đi. Dạ. Này. Dạ. Trên đường ấy là anh đã hỏi tên tuổi rồi, dạ. Đúng không? Dạ. Còn cái địa chỉ với cái ở gia đình là chưa hỏi tí nào. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Trà đá cơ mà. Anh ơi, nhà hết đá hay anh uống tạm thôi, mà. Uống đóng được anh ạ. Trời, trời, có thế nào dùng thế, dạ, vâng, chúc dạ, sức khỏe. Dạ, vâng, dạ, vâng, dạ, mời anh. Đây. Dạ. Cái trí nhớ của anh là tốt đấy đúng không? Vâng, vâng. Tên là Mão này. Vâng. 44 tuổi này. 45, 45. À, 45. Dạ, vâng. Xin lỗi. Dạ, vâng. 44 cho nó trẻ. Nhưng mà này, dạ. Cái cụ thể là gia đình nhà mình ấy, bố mẹ, con cái, vợ con là làm nghề gì? Dạ, chả giấu gì anh này này. À, bố em thì bán lốp ô tô. Ừ. Hôm qua đánh một con lô thì bị bắt lên phường. Chết. Đấy, mẹ em thì bán nước mía ngoài đường. Vừa rồi trúng vốn với con Hường thế là nó vay. Đấy bây giờ hoàn cảnh nó trắng tay. Không biết là có dịp có ngày gặp không. Đấy. Éo lè nhỉ. Vâng, éo lè mà anh ạ. Thế còn con cái là bao nhiêu? Con em thì ba đứa bằng nhau. À, tuổi cứ lào lào là 20. Ba đứa đều 20 tuổi. Vâng, thì thụ thi ống nghiệm ra cùng một ngày. À, có nghĩa là sinh ba. Vâng. Dạ. Kéo lè thật đấy. Kéo lè lắm anh ạ. Thế nên phải sống phải có niềm tin. Ừ, nhớ ấy. Vâng. Thế thôi anh em mình uống nước xong rồi là đi đúng không anh? Ok. Vâng vâng. Thế thôi hả? Em ơi. Ra nhờ cái tính tiền nước cái. Hết bao nhiêu em? À của hai anh là 10 ngàn ạ. Vâng. Cuộc sống đôi lúc vô vàn. Chỉ có tổng thể 10 ngàn vẫn éo le. Nhận hoàn cảnh quá éo le. Vâng. Đi thôi. Sống mới có niềm tin. Ừ. Anh ơi, thế anh gửi. Cái gì? 10 ngàn. Tao mà phải giả 10 ngàn à? Vâng, đi đi. Mày nhìn lại xem. Tao mà lại giả 10 nghìn. À, thì thôi. Hả? Thế thì... Vâng, đi vâng. Đến nơi thì thanh toán cả. Vâng, vâng, thế cũng được vâng. Thế à, anh... Còn... Vâng, em tưởng anh có thì cứ giả cho em. 10 ngàn đúng không? Dạ vâng ạ. Đây chắc chỉ còn 10 nghìn. Đúng rồi. Nhiều đấy. Chào anh nhé. Đấy em này cứ phải tích chữ đấy. Mũ mũ mũ. Mà dạ. Đây đây. À, ta đi cả muộn. Vâng vâng đi ạ. Đi đi đi. Lên xe anh ơi. Vâng. À.
Được chưa anh? Rồi. Đi nhanh nha. Đến rồi. Ôi trời ơi. Ôi đẹp quá. Nhà đẹp thật đấy. Này anh ạ, hoa giấy nở rộ rập rời, chứng tỏ gia chủ là người yêu đời, phải không? Đúng không ạ? Bên cạnh này có con sông. Sông đâu? Ao. À, đúng rồi. Bên cạnh này có con ao. Đấy. Cho nên tấp lập ra vào. Vui chưa? Cảm ơn cái mũ. Vâng, nhà anh đẹp quá anh ạ. Thế nhá. Vâng, nhà đẹp quá anh ạ. Nhà anh đây. À, từ nãy giờ là chú nói là cái nhà này hả? Vâng, đúng, nhà anh đẹp tuyệt vời đấy. Em thấy rất là thơ mộng luôn. Phong thủy đâu ra đây? Đây à, không phải nhà anh. Sao đây không phải nhà anh? Thế nhà anh ở đâu? Nhà anh ý là rất khó tìm. Dạ. Chú mà vào đó, nó dìm xuống ao. Thế nhá. Bye bye. Dạ. Anh ơi, xuống ao thì mặc xuống ao, miễn là anh mở phong bao đưa tiền. À, hiểu rồi. Ngắn gọn là muốn thanh toán tiền. Vâng, đúng không? Vâng, hỏi luôn thì dạ, thơ mà triệu phú. Vâng, em cứ phải dùng thơ đâu nghe đỡ ngại hết cả đầu. Dạ vâng. Dạ. Vẫn như mọi khi thôi, vẫn thế thôi này. Dạ. Cà đi. Cái gì ạ? Thế cà. Cà em nói thật với anh như này, em này cứ thích dùng tiền mặt, cứ thẻ thiếc cái này ra rút nó ngại. Thôi được rồi, để xem nhưng mà để... dạ. Ẩm như anh như này là không tiêu tiền lẻ. À không tiêu tiền lẻ. Tiền mặt trong người là hiếm lắm. Vâng. Cứ phải dùng thẻ cho nó tiện. Vâng. Khổ. Gặp thế chú thế này nữa thì đánh xem. Vâng anh. Ở đây đây có. Vâng, vâng. Mày quá lại không biết là vợ nó có để cho đồng nào trong người không. À đây đây đây. Dạ vâng vâng. Này dạ. Thế là cả đi cả về là tổng tất cả là bao nhiêu nhỉ? À, cái chuyến đi rất là ngoằn ngoèo. Ừ. Dù ít dù khó dù nghèo 200. Cái gì? Dạ. Có 200 thôi hả? Vâng, 200. Vâng. Ôi dồi ôi. À, cộng thêm uống nước ngập tăm. Đấy. Thêm cả cái dép căm căm 10.000. Dạ. Là tổng vị chi là bao nhiêu? Là 201. 210.000. Vâng, 210.000. Đây. Dạ. Sao rẻ thế? Vâng, rồi em tình cảm anh em chỉ là thế thôi. Lần sau gặp anh nhá. Dạ. Là cứ phải 500-700, thậm chí là 1 triệu. Vâng. Cứ 200-300 này khó tìm lắm, em không biết có dạ, không. Vâng. Ở đây. Dạ. 200. Vâng, 200. 10.000 đấy nhỉ? 5. Ấy anh bò em. Thừa 40 này thì cũng chả tiêu cái gì. Đúng rồi. Rồi. Chả mua được cái gì. Vâng. Cầm nó mà uống trà đá. Đấy, em biết mà. Ừ. Vâng. Này, anh nhắn gửi chú là cái tờ giấy anh viết ở bên trong này luôn. Vâng, vâng. Tình cảm là anh gói ghém vào trong đó nhá. Anh thật tuyệt vời. Ừ nhá. Anh ạ, anh đúng là một người tuyệt vời. Ừ. Có khi đi cả cuộc đời chẳng gặp được đâu. À, thế nhá. Chúc anh may mắn nhất là nhớ sống là phải có niềm tin. Cố gắng lên. Vâng, em quý anh như anh trai em. Chào. Và anh cũng chịu được luôn. Thật sự hôm nay đi quá là may mắn. Ôi thì cái gì đây? Ôi thì cái ví của mình. Ôi trời, những cái sờ chê đi. Ôi trời ơi, thằng chó hạt cầu này. Sao mày mất giấy thì mày lấy tiền của ông xong rồi mày giả cho ông. Cái thằng này mày chơi cái trò mỡ chó dán nó này. Thằng chó này. Còn cái gì đây? Ôi trời ơi. Ôi trời, nó gần nương cả đấy. Nó lấy tiền người ta, nó đưa cả hóa đơn xanh này. Trời ơi, số mình quá đen. Tại sao lại mến lại quen thằng này? Cả ngày nó hành, nó đầy. Bây giờ dở ví, hóa biết ngay của mình. Bây giờ tan nát gia đình cũng vì cái thằng chó bực mình. Ôi trời ơi. Trời ơi, thân khổ thế này. Ôi trời. Bây giờ không biết đi về hướng nào ấy. Ôi. 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 Ôi.
thủng bố ra lưng. Thủng lưng như anh thì ai chẳng muốn thủng. Quan trọng là về gắn và rời ra liền. Chuẩn luôn anh ạ. Em gửi mũ nhá. Thôi tiền ông thì cứ trả sau cũng được. Riêng phụ nữ anh cứ ưu tiên. Vì hóa quá. Thôi MC mà mấy giờ mới đến đây, người ta chờ ở trong kia rồi. Vào nhanh lên. Em lấy mũ đánh. Lấy mũ ra. Tôi lấy mũ ra. Tính mũ thì khó cởi quá. Thôi, thôi mà tốt nhất đi vào đi. Đi vào. Đi vào. Này nhá, riêng thằng chó Hải Cẩu nhá. Tao bây giờ tao đòi tiền mày luôn đấy. Vào đây tao trả. Dài thế. Đi. Nhớ nhá. Tôi còn xe tao. Phong. Cho anh cái xe này vào gara nhanh. Rửa sạch sẽ cũng được. Đây đây. Cầm anh cái mũ vào gara. Đi vào đây. Riêng mày. Hôm nay vào đây. Mày vào đây cắm. Đó. Bỏ. Đứng im đi. Bỏ cái dép xuống. Bỏ. Kể cả tao vứt đi. Tao vứt đi. Làm gì ta? Bắt tay nhau anh. Không bắt đấy. Không bắt. Ủa mày. Để dỗi rồi. Bỏ em. Mày. Làm sao? Làm sao? Mày ở ngoài kia nhá. Tao đã giữ sĩ diện cho mày, tao không muốn làm danh tanh bạch ở đấy. Mày cứ âm mỹ, tao ngoạc mồm lên đấy làm gì? Thế mày chửi tao à? Chửi mày đây, tao đang sợ gì mày? Nào, mày đúng là loại bất nhân. Tao không thể là bạn thân của mày. Suốt ngày tao phải đi cày, thế mà mày nỡ để đẩy ải tao. Bây giờ mày tính làm sao? Tao chở mấy cuộc, mày cộng hết tao, giả luôn. Để tao giả mày nhá. Giả mày. Mà tao giả mày rồi con mà. Tao giả mày rồi, tao giả mày rồi. Mày điêu vừa đấy. Là đấy. Thế mày không kiểm tra lại à? Mày không... Tao kiểm tra hết rồi. Đây, có mỗi một cái mà mày lấy, mà mày rất là mất dạy nhá. Mày lấy tiền của tao. Mày lại chơi cái trò là mỡ chó rán nó. Đấy, xong mày đưa một cái hóa đơn xanh ra như thế này. Mày xem mày sống này được. Mày đúng là ngu thật đấy, đúng là chỉ là cái ôm. Mày có học ngoại ngữ không? Tao chỉ học tiếng Anh, không học ngoại ngữ. Nào, giỏi thế. Con mày thời buổi 4.0 mày cũng không cho nó đi học à? Con tao thì học ngữ, không học tiếng Anh. Thế thì giỏng tay lên mà nghe. Tao giải thích cho mày nhá. Tao tri ân cho mày nhá. Tri ân đi. Thank you. Thank you, có thịt cừu ở đây. Ngủ thì còn lợn thì. Thế là tao cảm ơn mày. Cảm ơn mày ạ. See you again. Thế xe cụ gì đây? See đâu? See you again. Anh có nghĩa là tao sẽ trả ơn. Mày trả ơn đâu? Tao trả cho con gì nữa? Mày trả bao giờ? Mày, tao không lằng nhằng. Ôi bà con ơi! Thế bây giờ thôi. Mày muốn trả tiền đúng không? Thế mày tính tổng cộng ấy, là tao nợ mày bao tiền rồi? Bây giờ tổng cộng nét luôn nha này nha. Tao chở mày lòng vòng suốt cả một buổi sáng. Đấy, đi hết chỗ nọ chỗ kia. Đi hết chỗ kia chỗ nọ. Đấy, đi vòng đi vèo xong rồi đầu. Tao lúc tao chờ đợi buồn giàu sầu não là tao lấy hữu nghị luôn. Đàn ông với nhau. Triệu rưỡi. Bao nhiêu? Là 1.5 triệu. Có 1.5 triệu. Mà mày ngoạc mồm lên như thế. Tao cứ tiền bạc nó phải phân minh, ái tình nó phải vứt khoát. Thôi được rồi. Tao là tao rất là quý mày. Mày sống cũng có tình nghĩa với tao. Đúng rồi. Cho nên tao tạo cho mày một cơ hội duy nhất nhé. Bây giờ mày vào đây với tao. Làm gì? Tao sẽ tạo được tiền cho mày để mày đổi đời. Điều kiện như nào? Mày đã nghe cái câu làm giàu không khó chưa? Làm giàu không giàu ấy. Thằng ngu như con lợn này. Làm giàu không khó. Chưa? Làm giàu không khó nó như nào? Nó như nào? Nói thế nào để cho mày hiểu được mở mang cái đầu óc mày ra? Mày cứ kiểu dẫn chứng ấy, nó cụ thể đấy. Bây giờ này, dễ hiểu nhất ấy. Là mày đang đi một con công nông. Một công nông. Mày muốn chổng mông lên một con ma tít. Rồi mày lại quay đít vào cái xe hạng sang. Thế mày muốn đi công nông hay là muốn đi ma tít hay muốn đi xe hạng sang? Mày hỏi bằng cười, phải đi hạng sang chứ. Tao tưởng mày ngu, mày khôn cho phết ấy. Đấy. Mày nhưng đây với tao. Nhưng mà làm như nào? Quy trình nó làm như nào? Mày đúng không? Có tiền luôn. Ôi thì hay quá, tao làm được. Làm được không? Thế tao vào luôn. Xem nào. Quay. Mày ăn mặc như thế này mà mày lên thuyết trình ấy. Mày chưa nói người ta đã biết mày là thằng xe ôm rồi. Thế bây giờ làm này. Được. Tao ấy sẽ ứng trước cho mày 100 triệu. Để mày đi mày phông bạt lại nhá. Quần áo com lê cả vạt, giày dép phải bóng loáng.
nếu như mà mày không tiêu hết 100 triệu ấy, tao đập thẳng vào mặt mày 100 triệu nữa. Ừ. Hiểu chưa? Cứ mày đập nhiều càng tốt. À, thôi bây giờ nhanh. Nhanh nhanh nhanh. Ừ. Tạm tạm cái áo. Ở đây. Cứ làm như thế thì. Ừ. Những cái gì tao dặn là nhớ. Nhớ. Yên tâm, cái này tao làm ngon. Dép tao rồi. Tao làm luôn nhé. Ừ. Để xem nào. Con nhìn ngon hơn không? Ngon hơn. Ngon không? Vẫn thế. Được rồi, được rồi. Thế bảo luôn ạ. À, kính thưa toàn thể bà con, để giúp cho bà con hiểu biết thêm về cách làm giàu không khó, hôm nay để chúng tôi mời được đến đây một vị tiến sư giáo sĩ, giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Mão sẽ lên nói chuyện với bà con. Xin mời thầy ạ. Chào anh. Chào anh. Bây giờ tôi sẽ nhường lại sân khấu này cho anh để anh nói về cái chủ đề là làm không xấu nữa, làm không khó đấy, gì đâu. Cứ thế mà phát huy nhá. Ok, chúc anh có một buổi nói chuyện thành công. Cảm ơn anh. Đi nhá. Mọi người đã trật tự chưa? Trật tự rồi. Tôi chưa làm việc được. Bởi vì vẫn có tiếng xì xào. Này cái anh áo vàng kia, tôi cảnh cáo anh lần thứ nhất ấy, lần thứ hai tôi đuổi ra ngoài, lần thứ ba tôi mời vào trong nhá. Chúng ta đến đây để làm gì? Để làm kinh tế, đúng không? Để làm ra tiền. Thì làm tiền để làm gì? Để mình tồn tại, đúng không? Để mình phát triển. Thế cho nên đến đây là phải nghiêm túc, chứ không phải đến đây chúng ta làm ra lá táo lá ổi được. Trật tự chưa? Trật tự rồi đó. Bắt đầu làm việc. Xin giới thiệu với mọi người. Ngày xưa tôi xuất thân ra từ trong một cái gia đình bần cố nông công nhân. Đấy. Rất nghèo. Nghèo lắm ấy. Làm sao được như các bạn bây giờ. Nhưng tại vì sao tôi có ngày hôm nay? Tôi có tiền tỷ, tiền tấn, tôi có xe sang và đẹp con khôn, đủ các thứ luôn. Là vì sao? Do tôi phấn đấu. Phấn đấu ở đâu? Nó do cái gì? Nó do cái đầu, đúng không? Nó do cái đầu của chúng ta này. Hay quá. Cái đầu thì nó mới điều khiển được cái đuôi. Đầu xuôi đuôi ngọt, đúng không? Nói mà cả... Tôi nói các anh chị, các bác, không phải cười đâu. Tôi nói chuẩn đấy. Ngày xưa, đây, để đưa tất cả các bác anh chị đến với cái dẫn chứng cụ thể về cái làm giàu không khó của tôi như thế nào. Đây. Đây. Đấy. Đấy, các bác xem, đây là con gì? Con cá gì? Con cá chép. Sai. Sai. Nó là con cá tép. Có đúng không? Ngày xưa lúc mà tôi nghèo khổ. Đấy, chưa có cái gì, tôi chỉ là con tép riêng thôi. Đúng không? Vốn liếng có cái gì? Có 1 triệu. Không, 1 triệu thôi. Đúng không? Có 1 triệu thì nói thật với các bác là bây giờ mình mua cái gì? Mình sắm cái gì? Chả mua được 1 cái gì? 1 triệu chả làm cái gì cho đời. Đúng không? Đúng rồi. Sau đấy tôi lại phấn đấu ra. Đấy. Đấy. Đây. Đây là con cá gì? Cá giọt bể. Sai. Nó từ con tép nó sang nó thành con cá chép. Đúng không? Con cá chép. Nó to hơn. Thì lúc đấy vốn liếng lại có 5 tỷ. Từ 1 triệu thành 5 tỷ. Đấy. Thấy không? 5 tỷ luôn. Đấy. Vẫn chưa hết nha các bác nhá. Khi đã có 5 tỷ thì chúng ta phải làm gì?
chúng ta tiêu thì nó sẽ hết đúng không? Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đầu tư đúng không? Đầu tư thì từ đâu? Hả? Từ đâu? Từ đâu? Từ đâu? Từ cái chỗ 5 tỷ này ta phát triển ra. Đây. Này. Nó là con gì? Cá voi. Con gì? Hải cẩu. Có biết. Thế này hải cẩu. Cá voi. Đấy nói đúng. Nó là con cá voi. Bây giờ tôi đã có 100 tỷ. Chỉ sau 3 năm tôi đã có 100 tỷ. Đấy. May quá kiếm được cái cậu này. Không mời cái thầy kia nó không đến thì không mà đấy. Chết. Hay còn giỏi hơn cả kia. Tuyệt vời. Các bác thấy chưa? Vốn liếng của tôi tất cả bây giờ có 100 tỷ. Tôi tha hồ tôi thích đầu tư vào gì tôi đầu tư. Cho nên hôm nay tôi đến đây để nói chuyện với các bác và cũng để cho các bác tư cái gương của tôi để làm giàu. Sau đây các bác sẽ thành những nhà tỷ phú. Đấy. Hay quá. Sẽ thành những đại gia. Đấy. Mà có thể tiền đè chết người. Đúng không? Đấy. Này. Bà con này rất hứng khởi. Thế trưa này ăn uống thế nào? Tự túc. Tự túc à? Trưa nay các bác là cứ ăn cơm tự túc đã. Thế sau đấy tôi hứa là sẽ dành trong cái số 100 tỷ này ra để tổ chức liên hoan cho các bác. Sau này các bác có 100 tỷ, các bác lại tổ chức liên hoan và mời chúng tôi. Đúng không? Đấy. Nói đi, nói đi, nói đi. Cái gì? Cái gì? Thế em ra ngoài một tí, mê tự túc đúng không? Bây giờ này nhá, tôi sẽ ra một cái công thức rất đơn giản cho các bác cứ nhìn vào cái công thức này để vận dụng các bác làm giàu nhá. Anh ơi, chứ rồi vì thanh tra đến rồi làm nào bây giờ ạ? Cái gì? Vì thanh tra đến rồi. Thanh tra đến rồi. Đúng rồi, làm nào bây giờ anh? Công thức à, này. Đấy, ta cộng được cái này, ta vừa cái kia. 1 triệu, 5 tỷ, từ 5 tỷ ta ra được 100 tỷ. Chỉ có 100 tỷ thì đi đâu hết nhỉ? Ôi, ôi quay lại, tôi chết rồi. Tôi chết rồi rồi. Ôi dồi ôi. Ôi, bác, từ cái gì? Từ em còn đưa xe ra. Làm gì có cái xe nào? Xe em đang ở trong gara đấy mà. Nó thuê địa điểm ở đây có mấy tiếng rồi, xong nó còn di chuyển. Vừa rồi công an đến là chúng nó sợ nó chạy hết cả rồi. Xe mang đi hết cả rồi. Úi dồi ôi, thế là bọn lừa đảo à? Úi dồi ôi, thằng chó hải cẩu kia. Sao mày bảo là mày sống luôn có niềm tin, mày niềm tin cái gì mày lừa đảo? Mày lừa hết của tao rồi rồi. Thôi tin cái gì, đi ra ngoài tôi còn đóng cửa tôi về. Nhanh như nào, đi. Ôi trời ơi. Trời ơi là trời.